Hai, mến chào người Nam nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với người Nam một con Mr. Anto ZMX122FX ha. Con này rất là nhỏ, xinh và còn nguyên thùng xốp luôn anh em không? Có sẵn cái effect số trong này luôn, effect số của hàng Alesis của Mỹ luôn không? Đó, bây giờ mình sẽ hát một đoạn cho anh em nghe, cho dạo này anh em yêu cầu mình test máy mà không hát, không mở nhạc gì hết. Test kiểu gì ha? Nhưng mà thật sự mình test trên này trên cái điện thoại chẳng qua là mô phỏng thôi. Chứ còn âm thanh nghe cái này nghe được cái gì hả anh em không? Thì mình sẽ hát thường đoạn không? Alo, 1, 2, test. Có người lên mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lên mùa sương ấy ra đi từ đó không về. Dòng về nắng khắc vào đá núi mây ngàn hoa bóng cây kề. Chiều biển cương trắng thời dương núi, mẹ già mòn mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bóng mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi rực cháy màu đỏ phía rừng xa, rực cháy màu đỏ trước ngọn hương. Em vừa hát một đoạn karaoke và nói là tông thấp tông cao, là vừa hát vừa rống luôn, anh em nghe chứ cũng phê tơ người luôn. Đó thì theo yêu cầu của một người anh em thì buộc mình phải hát cho cái con mixer này để nghe như thế nào, nghe hay muốn mua chứ dở là không mua nha. Đó thì con Anto này rất là hay nha, hiệu ứng rất là nhiều, nó tới 16 hiệu ứng effect. Em đang hát cái kênh số 14, kênh số 14 là reverb cộng delay ha, reverb cộng delay, và nó có 16 biến phụ nữa ha. Ví dụ như mẹ lô cả anh em nghe này. Alo, 1, 2, kênh 14 này thì em thấy hiệu ứng số 9 này ngon. Alo, ví dụ không có hiệu ứng số 9 mình vặn hiệu ứng số 8 đi ha. Đây này, số 8 luôn ha. Alo, 1, 2. Đấy, có rất nhiều hiệu ứng, ví dụ số 12 đi. Alo, 1, 2. Có rất nhiều hiệu ứng ha. Alo, 1, 2. Đó, mình cứ đổi hiệu ứng vậy đó. Hết, 1, 2. Hết. Nói chung là nó có tới 16 hiệu ứng, một kênh như vậy thì có 16 hiệu ứng anh em ha. Đấy, ví dụ như đây là cái kênh 14 không? 14 là mình đang chọn gì đó. Bây giờ mình qua cái kênh số 10 đi ha. Số 10 kênh mono delay đi. Đây là cái kênh ha. Đây là anh em lưu ý, đây là cái nút gọi kênh. Tương ứng 16 biến 16 cái kênh này. Còn cái này là 16 cái hiệu ứng của cái kênh đó đó. Ví dụ như kênh E là có 16 hiệu ứng thì 10 thì cái bằng cái cách hiệu chỉnh mình lên hiệu ứng từ số 1 đến số 16 là nó sẽ ra 16 hiệu ứng khác nhau. Alo, 1, 2. Ở chỗ này là chỗ trong nhà nó ngõ mới nghe này. Đấy. Đấy, ví dụ như mình lên tới biến số 10 vậy ha. Alo, 1, 2. Đấy, kia đó, mình lên ngẫu nhiên một biến nữa đi ha, tới biến số 14 đi ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hết. Cái này là ngon này. Cái con này effect cực kỳ hay nha anh em. Mình nói thật đấy, effect của Alesis. Anh em nào chơi sự kiện nói đến Alesis thì những con effect rời Medieval 4, Micro 4 cũng trong cái thời 2X hơn. Đấy, tụi này. Thì nói chung là cái con effect rời của Alesis thì rất là chuẩn chỉ, mà hàng xịn sò của Mỹ ha. Mà hôm nay con này em qua Anto. Anto cũng Anto thì dưới Alesis thì cũng như nhau. Con này hàng bãi ship Nhật về nha anh em. Ship Nhật về.
có tem số series còn nguyên cái số thùng luôn này. Đây, số thùng là 017 đúng không? À, 017 con mixer này còn nguyên số series luôn, quay cho anh em thấy. Đó anh em thấy số 017 đúng không? Đấy. Chính xác con 7 hả? Đẹp. Đó. Alo ha. Và con này chạy adapter rồi 18V 1000mAh ha. Và điện adapter riêng của nó là cục adapter 100V nha anh em. Bởi vì hàng xuất nhập thì adapter chỉ có 100V thôi. Còn anh em nào mà muốn lên 220 thì liên hệ sẽ ý sau ha. Tại vì anh em cái thùng bọng nó đóng cái làm vạch màu đỏ là 100V anh em ha. Mình hôm nay mình có duy nhất một con. À, giá bán con này là 3.800.000 đồng ha. Giá bán tại cửa hàng. Giá bán chưa bao gồm phí ship. Mọi chi tiết người anh em vui lòng liên hệ ha. 0909043679. Thân ái chào người anh em.